bạn thân mến, hiện nay Tung Tăng TV đang còn hành trình để đến với những cái thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp ở Tây Bắc, và chính xác hơn đó là chúng ta sẽ đến khu vực Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái, và chúng ta xuất phát từ ngã Ba Kim thuộc Pùng Luông đấy, Mù Cang Chải, và người đồng hành với chúng ta đó là anh Chua, đúng không anh Chua? Đúng. Anh Chua là người ở đâu? Sát La Bán Tẩn. Là La Bán Tẩn luôn đấy, là thủ phủ của khu vực ruộng bậc thang luôn đúng không? Đúng. Ngay khu vực Mâm Xôi luôn đúng không ạ? Đấy, hành trình của chúng ta sẽ đi lên đó và di chuyển bằng xe máy thì nó sẽ chất hơn so với di chuyển bằng xe ô tô. Và cũng lâu lắm thì Tung Tăng TV mới có dịp là chạy xe máy cùng với bà con đồng bào. Còn bây giờ có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau hành trình thôi. Từ khu vực ngã Ba Kim đó mà đi lên cái Mâm Xôi đầu tiên là khoảng mấy cây anh Chua? Mâm Xôi tỏ, mấy xôi nhỏ, mấy xôi to ấy. Nhưng mà cái Mâm Xôi đầu tiên là khoảng mấy cây? Cái bây giờ đi mâm xôi nhỏ trước nhà là hơn chục cây đấy. Còn mâm xôi to thì bao nhiêu cây? Mâm xôi to thì nó gần hơn nhà. Hôm nay thì mình sẽ đi những cái nơi mà thuộc đẹp nhất ở khu vực Mù Cang Chải này nhá. Đó, cứ đi thôi. Con đường này thì chúng ta hoàn toàn có thể chạy xe máy được, xe ô tô cũng được luôn. Nhưng mà tốt nhất là nên để cho những người anh em ở khu vực ở đây đưa đi thì nó sẽ chuẩn hơn và nó sẽ an toàn hơn. Bởi vì đường này giống như mình đi hàng ngày rồi đúng không? Đi hàng ngày, ngày nào cũng đi. Thêm nữa là hầu như là lượng du khách đến đây thì anh em đều đưa đi hết cả. Cái này thì nếu như các bạn mà muốn tham quan thì hỏi mức giá và cái cách mà chúng ta đi như thế nào thì anh em sẽ đưa giá tiền và phục vụ chúng ta đi chơi. Rồi, đã đến cái khu vực ruộng bậc thang rồi các bạn. Đây là bản này, bản gì anh Chua? Bản Trống Tông. Bản gì? Bản Trống Tông. Trung Tông à? Trống Tông. Trống Tông. Và bản Trống Tông, Sát La Bát Tẩn. Đi xuống dốc là anh em gọi là ngồi sát lại gần nhau luôn. Đó, những cái khu ruộng bậc thang tuyệt đẹp luôn. Và cái bản này thì phía dưới lại có luôn một cái dòng suối chảy qua đúng không? Đấy. Chúng ta dừng lại ngắm cảnh một chút đi. Ok. Dừng lại đây ngắm cảnh một chút đi. Bản đây là bản gì? Là bản Trống Tông. Trống Tông. Bản Trống Tông. La Bát Tẩn là ủy ban nó là La Bát Tẩn bên này là khu Trống Tông. Trống Tông, và ở đây thì có các khu ruộng bậc thang này. Các bạn nhìn thấy này. Ở cái góc này chúng ta chụp hình nó cũng đẹp nha. Và phía dưới sẽ nhìn thấy những ngôi nhà bên suối này. Bà con dưới kia cũng đang còn làm lúa này. Đó, đã gặt được một phần lúa rồi. Còn phía bên này thì lúa đã chín vàng rồi các bạn. Đó, rất là đẹp luôn. Chúng ta nhìn bao quát cái khung cảnh ở đây rất là tuyệt vời. Hôm nay đi phượt theo kiểu sử dụng xe máy đi nên là cực kỳ thú vị. Ơi, chúng ta lại tiếp tục hành trình sau khi đi ngang qua bản Trống Tông. Đấy, nghe tiếng của bà con nói như vậy. Anh Chua bao nhiêu tuổi rồi anh Chua? 45 tuổi. 45 tuổi. Vâng. Tức anh hơn em có 3 tuổi đó chứ mày. Đấy, nếu 45 tuổi thì anh sinh năm tầm khoảng 77 đúng không? 77 gì? Tầm đấy. Đây có bà con này. Tầm đấy thì bà, anh được mấy cháu rồi? Bốn cháu. Có trai có gái đầy đủ chứ đúng không? Ba trai một gái. Hai trai hai gái à? Ba trai một gái. Ba trai một gái, hơi đẻ gọi là phấn khởi thế nhỉ? Đây. Ở bản đây thì hầu như bà con sinh sống bằng làm nương rẫy đúng không anh? Rẫy nhà thôi. Nên là lúc nào mà du lịch ở đây phát triển thì bà con còn có thể làm thêm được những thứ khác để phục vụ du lịch ha. Có chứ. Mà ở đây thì dân tộc mình là dân tộc Mông hay dân tộc Thái anh? Toàn là khu này tất cả là toàn là dân tộc Mông chứ. Toàn là dân tộc Mông thôi. Bà con người Mông. Mù Cang Chải này toàn là người Mông hết. Và trên Mù Cang Chải là toàn bà con dân tộc Mông hết. Thấy là dưới huyện Mù Cang Chải đấy có một bảng Thái ở dưới huyện Mù Cang Chải rồi, dưới huyện thôi. Trên này toàn đồng bào dân tộc Mông
tất cả 100%. Tất cả đều bà con người Mông hết, còn lại là chỉ một bản là dân tộc Thái thôi. Đó, chúng ta đi ngang qua gốc này, ở đây nhìn thấy những cái ruộng bậc thang quá đẹp luôn này. Quá đẹp luôn. Thì có cái điện nó đẹp mà lại chỗ đấy. Ờ đúng rồi. Chỗ nào đẹp là mình dừng chân lại thôi. Các bạn thấy đấy, anh em chúng tôi chạy lên dốc và nói chung là dốc này rất là cao. Và em nghĩ là dốc này chạy xe mà xe hai cầu vẫn chạy được. Xe hai cầu vẫn chạy được, chỉ có những xe nhỏ thì hơi khó khăn thôi. Nhưng mà đi sâu vào trong thì không thể chạy được đúng không? Đó, thì phải dùng đến những anh em Grab vùng Tây Bắc. Đó, phải gọi chuẩn luôn. Cháu chào bà nhá. Bà ăn cơm chưa? Bà có hiểu tiếng Kinh không? Dạ. Cười tươi. Bà có hiểu tiếng Kinh không? Bà là nhà gần đây không? Bản trên này thôi. Bà ở bản trên này, bà về đây bà ngồi nghỉ chân thôi đúng không? Vâng. À, thế xong rồi nghỉ chân ở ngay cả nhà ở đây. Đó, xong rồi. Nói chung là thế là cũng hay. Đợi chút thì nữa biếu bà ít tiền để bà uống nước. Cháu đi xem chút. Cái đường này đi được không? Đi được ha? Đi sao đi ngon đấy. Không, đi ra đi nhìn tí này. Đâu, đi đường nào nào? Đây, chúng ta đang đến một nơi, bản này là gọi là bản gì? La Bán Tẩn ạ. La Bán Tẩn. Là nhà của mình gì? Đúng không? Thôn La Bán Tẩn chứ. Vâng. Đấy, có những ngôi nhà phía trên này này, dưới có dòng suối này. Đó, đây là... Anh là anh Lù. Anh Lù người La Bán Tẩn. Còn đây là anh Chua. Anh Chua cũng ở đây luôn. Anh em chở đi chơi. Đó. Ơ, chạy xe xuống đây à? Chạy đường nào? Hả? À, lán của bà này đúng không? Ờ, lán này có thu tiền không? Có thu tiền một người bao nhiêu? À, ớ, sao đều nhờ, chỉ cần thấy có người gái là chú ấy chạy từ trên xuống. Nhanh lắm. Đấy, trong lán có gì không? Không có à? Tưởng thế nào trong lán là có gì chứ. Ở ngoài này có nghĩa là người ta sẽ ngồi phía ngoài này để chụp ảnh đúng không? À rồi, anh hiểu. Đó, toàn cảnh cái khu vực La Bán Tẩn đây. Một nơi có ruộng bậc thang cực kỳ đẹp luôn. Đó, và các bạn nhìn từ trên cao xuống thì thấy cả một cái cánh đồng ruộng bậc thang. Và bên đường thì thấy luôn hoa tam giác mạch nữa. Một cái loại hoa mà khi nhắc đến thì có cả câu chuyện truyền thuyết về loại hoa này. Và loại hoa này ngày xưa tương truyền rằng là đã cứu đói bà con. Và chúng ta có thể chế biến thành rượu tam giác mạch này. Hoặc là có thể làm bánh tam giác mạch này. Đấy, loại hoa nho nhỏ đây. Đây, cháu biếu bà uống nước thôi nha. Bà ngồi nghỉ chân là cháu biếu bà uống nước thôi nha. Ừ. Cái này mọi người cứ nghĩ rằng là thôi không nên biếu bà con tiền. Nhưng mà thực ra thì mình biếu bà uống nước thôi mà. Số tiền ít thôi mà. Bà nhỉ, bà có hiểu tiếng của con không? Tiếng Kinh không? Bà không biết. Chứ phải, bà không phải là chủ lán ở đâu. Đấy. Cháu, do cháu chạy đến đây á, đáng ra nếu đi xe ô tô là cháu sẽ có quà cho bà con ở đây. Dịch phiên dịch. Con nói nếu như mà có xe, đi xe ô tô thì sẽ có quà cho bà con ở đây. Nhưng mà đi xe máy của anh em nên không mang quà được. Quý quá, quý quá, đại loại thế đúng không? Quý quá. Phiên dịch là như thế. Tức là cháu đi xe máy nên là không ấy lên được, nó không quen đường. Nhưng mà ta phụ lo ta chào cho là tổ. Phiên dịch. Ba nói sao? Ba bảo là không mang được đi xe máy thì không sao. À, rồi. Chúc ba sức khỏe nhá. Ừ. Cái này chắc biết. À, bắt tay bà. Dạ. Cười. Cái này nênh heo gì đây? Dạ. Heo hả? Con này heo rừng chứ. Lợn bình thường nhá. Hả? Bình thường ở nhà. Ở nhà thôi à? Thế có người yêu chưa? Chưa. Chưa? Trời ơi, mấy thanh niên ở trên này mà 17 tuổi chưa có người yêu là anh hơi lạ đấy. Anh hơi lạ đấy.
Có nhưng mà nó ngại thôi. Đấy. Đúng không? Có chưa? Chưa. Nói thật đi. Thôi, thật mà. Thật à? Người Mông mình không bao giờ nói láo đâu. Đúng rồi. Đúng rồi, người Mông mà nói thật. Cảm ơn của người Mông là nói thế nào? Ôi chào. Ôi chào. Dạ. Ôi chào bà. Ôi chào. Ôi chào. Ôi chào. Dạ rồi, cảm ơn bà nha. Dạ. Rồi, chúng ta lại tiếp tục lên đường, bám theo những con đường của khu vực La Bán Tần. Đi La Bán Tần luôn nè. Ở đây là sao? Ở đây là La Bán Tần chứ. La Bán Tần ngay đây. À, La Bán Tần ở đây hả? Ủy ban rồi, thấy ủy ban rồi. Dân lại điện này chụp của thế chết tiên tí. Ở đây còn có trường mầm non Họa Mi La Bán Tần luôn này. Đó, chỗ này người ta chụp hình cái này ngày xưa là em nhớ là em có chụp một lần rồi. Đấy. Nhưng bây giờ lâu quá là không nhớ. Đấy, cái gốc này đẹp nhưng mà nó lại bị dính mấy cái dây điện này, phí thế. Nhiều dây điện à? Hả? Đẹp mà có nhiều dây điện tí. Có nhiều dây điện rồi. Có cách gì mà dây điện nó không có nhỉ? Chỉ có ai chụp hình về Photoshop thì còn được. Rồi, ở đây thì chúng ta nhìn thấy một trường mầm non Họa Mi La Bán Tần của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mù Cang Chải. Và nằm trên sườn đồi, có thể nhìn xuống ruộng bậc thang luôn các bạn. Đó. À, đây là trụ sở xã La Bán Tần này. Đó. Bên đây... chúng ta sẽ leo lên hướng trên đồi thế này. Đi vào điểm này nhé. Rồi, ok, đi vào đường này luôn. Đây là của nhà thằng em. Đây là nhà thằng em à? À, thằng em. Từ đây đến nhà là phân cây tí, đến nhà luôn. Ok luôn. Đường bàn lắm mà, đường cua tí. Đó. À, gần đến mâm xôi rồi đúng không? Không, mâm xôi đi hướng kia. Đi hướng kia? Đi vào bản mình tí, đi vào bản Trống Tông tí. À, đi vào bản Trống Tông. Cái bản lúc nãy mình xuất phát sau đó là nhìn từ trên xuống đúng không? Vâng. Đấy, thì anh em ta sẽ chạy đến cho biết. Vâng, chạy vào bảo Trống Tông. Tức là có nghĩa là đường này cũng là đường về nhà của anh luôn đúng không? Vâng. Thế đường Mũi Tông là đến nhà luôn, thế đường Mũi Tông to thì đến nhà. Đây, bán cũng đầy đủ này, có đại lý, có cửa bán đồ tạp hóa luôn này. Đấy, đường này là nếu mà đi là đi xe ô tô là khó này. Nhà đây. À, nhà đây đúng không? Có nghĩa muốn lên nhà anh là đến đoạn xe ô tô là thôi bỏ luôn. Không thể nào vào được nữa. Ui, nhà to thế. Thế thôi. Đó, gặp anh em người Mông là phải như thế này, đừng giới thiệu cho nó chuẩn. Nói thưa các bạn thì hiện tại Tuấn đang đứng ở nhà của anh Chua, là một người Mông ở đây. Và chúng ta đi vào thăm để cho biết là trong nhà của bà con nó có gì. Đi nhà. Đây, nhà bây giờ xây các thứ, bên này là nhà vệ sinh, là phòng tắm này, đúng không?
Đấy. Còn khi mà bước chân vào gia đình thì chúng ta sẽ thấy có các khu vực mà bà con sẽ nuôi những con trâu. Những con trâu này thì mình đi cày chứ, có cày không? Bây giờ, hay là nuôi thịt? Bây giờ nó cày bằng máy thôi. À, bây giờ cày bằng máy rồi, bây giờ là thịt thôi. À, bây giờ trâu gác bếp với trâu sấy thôi, đúng không? À, hèn gì em thấy nuôi kiểu hơi là lạ một chút, hơi om lại một chút thì nó sẽ béo nhanh hơn. Ờ. Cỏ múc cỏ không thôi, chẳng béo ạ. À, tức là nếu như mà đến mùa lúa thì bây giờ mình sẽ gặt máy cho nó nhanh. Đấy. Trên này không có máy gặt, chỉ gặt bằng tay thôi. Gặt bằng tay. Bởi vì em thấy là cái ruộng bậc thang nó khó, thế là làm sao máy mà leo lên được. Đúng rồi. Ờ. À, tức là cắt tay hết đúng không? Ờ, rồi em hiểu. Ở đây thì sẽ thấy cái khu vực mà bà con nuôi lợn này. Ô, có con mấy con lợn mới đẻ này. Mới đẻ mấy con? Mới đẻ hôm qua à? Hôm qua. Đây này. Mới đẻ hôm qua, nó nhỏ nhỏ tí tí thôi. Chút xíu à? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu con, bảy con, tám con, chín con. Con mẹ 9 con. À, con mẹ 9 con. Bên này nguyên bầy, tức là có nghĩa là mình sẽ nuôi lợn này rồi bắt đầu mình bán hả? Nuôi để phụ gia đình thôi. Mổ ăn à? Ừ, mổ không thôi. Phải là mình à, người ta mua thì bán. Cái mổ ăn. Ờ. Cái này lợn này con ăn ngô. Ăn ngô. Đây này, đây cho mọi người xem này. Lợn ở đây sẽ ăn mấy cái ngô trên này này. Bà con sẽ thu hoạch, sau đó là phơi, và vào mùa thì phơi rồi đến thời gian mà không có gì thì sẽ cho lợn ăn ngô, nhưng mà cái này thì ăn ở mức gọi là chữa cháy thôi. Ít thế mà làm sao mà ăn hết mùa được đúng không? Ăn chữa cháy nhưng mà đẹp. Rồi sau khi chia tay khu vực La Bán Tẩn và nhà của anh Chua xong thì chúng ta lại di chuyển về hướng mâm xôi. Nắng lên rồi kìa. Bắt đầu nắng rồi. Nói nhiều lúc nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ, nhưng mà nhiều lúc người Mông mình cứ nói cụt cụt cho nó nhanh đúng không? Anh công nhận không? Có công nhận thế. Nói nhanh luôn. Rồi hỏi ăn gì chưa, anh ăn gì chưa, ở đây ăn rồi. Nhanh. Ở đây đây anh thấy ở mấy khu vực này thấy toàn mấy cái gốc rất là đẹp luôn, mà quan trọng là bây giờ là làm thế nào quy hoạch được chỗ này cho nó đẹp này. Đây có mấy ngôi trường trường hay là cơ quan đấy anh Chua, trường học đó, trường nó ủy ban xã. Ủy ban xã to thế. Cả trường học hết. Ờ. Lên vào bên phải ủy ban, bên trái là trường học đấy. Rồi bắt đầu lên mâm xôi. Ôi trời ơi. Gốc đứng luôn. Hả? Dựng đứng luôn này. Vừa đi vừa cho chân này. Ôi trời ơi. Cứ phải đi đường này là cứ phải làm một tí gì đó, động cơ chạy bằng cơm nó mới được á. Trời, táo mèo rồi. Đấy, táo mèo đấy. À, bây giờ đang mùa táo mèo đúng không anh? Đang mùa táo mèo. À. Ta đang đi thực địa đến mâm xôi. Úi giời ơi, đúng là mâm xôi, ôi giời ơi luôn. Đi đường này thì đúng kiểu đi xe máy thôi, chứ ô tô lên đây là thua. Phải đi xe ôm nữa. Đi xe ôm cho nó khi thế. Ba chắc bà này rồi. À, ba vừa đi bộ đến đây luôn, chào ba nhá. Đó. Bà đi bộ đến đó luôn, ui bà khỏe thế. Bà khỏe, bà đi bộ bà vừa dừng nghỉ đây. Bà đây nhà ngay đây. À, nhà phía bên này á.
Ngày xưa đấy, ủy ban nhân dân xã ở đây ở chỗ này. À. Ngày xưa đấy. Ngày xưa là ủy ban là nằm ở đây. À, ở đây. Ngày xưa đi bộ gọi là ở đây. Đường này là chúng ta đến mâm xôi là mâm xôi nhỏ hay lớn anh Chua? Đi vào mâm xôi nhỏ đó. Mâm xôi nhỏ ha. À. Tí và qua thì cái bảng kia là nó xuống là cái bảng mâm xôi to. Vâng. Trên này có homestay luôn này. Có. Đấy, nhà mình mà làm được homestay để cho khách người ta lên đây người ta ở thì cũng hay mà. Có điều kiện thì làm được. Gần đến chưa? Chưa, lâu mới đến. Tầm khoảng bao cây nữa đến anh? 6-7 cây mới đến. 6-7 cây mới đến. Ui, xa thế nhỉ? 6-7 cây mới. Khúc này là bảng Ta Chú Lừ. Bảng Ta Chú Lừ. Ta Chú Lừ à? Thôn Ta Chú Lừ đấy. Thế này là một thùng nó rất đông ấy. Vâng. Đấy mâm xôi đúng không? Hả? Cái là mâm xôi hay là đĩa cháo? Mâm xôi. Đi vào cái mâm xôi biết được có nhiều mâm xôi lắm. Vâng. Đấy đường đi các bạn thấy đường đi bám quanh núi thế. Lên cái chỗ này bà con sinh sống ở trên vùng cao này luôn đấy, sinh sống ở bản Ta Chú Lừ. Vâng, gạt xong là hay chọ chọ trâu đấy chỗ này. À ở đây chọ trâu. Chọ trâu cho chỗ này. Tức là cái chỗ này là sau khi gạt xong là cứ chọ trâu ở đây. Ờ. Nó vui lắm. Thôn này hay chọ trâu lắm. Vâng. Ôi bí ngô mà bò lên cả mái nhà luôn kìa. Máy thắt nước kìa. Đường này đừng có mưa ấy. Thì ấy trước còn mưa là nó bẩn lầy. Bẩn, mưa thì nó bẩn lắm. Lầy luôn. À, nước cũng đổ xuống này. Người mong mình mà bữa nay thời nay có bắt phải đẻ con trai không anh? Bắt phải đẻ con trai thôi. Phải có con trai đúng không? Phải có con trai không mới giống vậy mà. À có con trai để nối dõi. Ờ. Phải có phải đẻ con trai. Anh là có 3 đứa luôn. 3 đứa. Ừ. Ai không có con trai là ai muốn lấy vợ hai đấy. À ai không có con trai là sẽ được lấy vợ hai. Không, không thiếu đâu. Hả? Không được mà không có con trai thì thí vợ hai. À, không có con trai là kiếm vợ hai. Kiếm mà nó không cho kiếm mà mới thích. Ôi trời. Cái đường này khách du lịch người ta chạy vào à? Mà vào. Đường này thật khác đây là mỏ ấy. Anh nói sao? Cái đường này thích mở đi luôn là mỏ thôi. À. To này. Không có mỏ là không có đường đi đâu. Gần đến chưa anh? Hả? Gần đến chưa? Xã đến rồi. Hả? Xã đến mà chưa đến vậy. Tí đã đến. Mình phải đi vòng đúng không? Dí vào cái đường nhỏ chỗ này. À. Cái biển này.
À, lối vào đây đúng không? Vào lối vào. Úi trời ơi. Lối vào. Đó, lối vào đây là như thế này này. Úi trời ơi. Đó, đi đường như thế này đây, cần phải tay lái nó vững tí. Bà con ở đây tay lái lụa hết. Ui ui ui. Mâm xôi bé bên kia. À, mâm xôi bé bên kia. Nhìn qua bên cái đường bên kia nó đẹp lắm. À, nhìn thì gần nhưng mà phải đi vòng vòng mấy vòng ha. Hết đồng bê tông rồi. Anh nói sao? Hết đồng bê tông mới là đi đường đất thôi. Ờ, đi đường đất thôi. Khó đi tí. Chịu khó. Hôm nay là nó không có hai bà không có không nó chủ nhật tới bây giờ nào. À, hôm nay bà không bán. Không bán vé đây, vé tham quan thế này. Và thứ bảy chủ nhật nó thu bán vé thôi. Vâng. Và lúc đông người thôi. Đông người thôi. Đấy, trên kia bà con đang làm nương kìa, làm ruộng kìa, đang bắt cá. À, bắt cá. Bắt cá đã tháo cái ruộng nó khô, bắt đầu gạt đấy, tháo nó một tuần đến gạt thì vẫn bắt cá. Cá ở đâu chui về đó hay nhỉ? Theo đường nước đúng không anh? Không, cá phải thả chứ. À, mình thả chứ. Thả chứ, thả cá chết đấy. Nhưng mà cá thì chủ yếu là cá chết. Cá chết thôi. À. Vì con đấy nó hỗn ăn với dễ sống. Ừ, dễ sống. Nó không chạy theo sữa đi. Vâng. Úi giời, nãy giờ thấy đường nào cũng xấu nhì hết rồi. Đường đất phải xấu thôi. Vâng. Đường bê tông nó đẹp. Đấy, các bạn thấy đường đi bám ở phía ngoài này. Đó. Úi sợi, úi sợi. Úi sợi. Ồ, ngay ruộng một thang luôn. Ôi, đi bám mép. Ôi, khiếp chưa. Ây à, xe đến rồi. Ôi, các bạn thân mến, sau khi chúng ta chạy xe xuống thì chuyển qua chế độ nội bộ. Chứ còn mà có những đoạn là xe không vào, xe máy không vào tới và chỉ có đi bộ thì mới đến được những chỗ đẹp thôi. Đó. Đó, đường đi bám núi thế này này. Đó, các bạn thấy chưa? Chết rồi, xa chỗ này nhiều. Đó. Rồi, trước chúng ta đó là anh Chua sẽ dẫn đường cầm theo đồ ăn. Chứ không thôi dọc đường đi ở đó. Rồi, xin chào các bác nhá. Ờ, chào các bác nha. Đây. Vâng. Đây. Ôi trời ơi. Đó, trượt chân xuống đây thì thôi, xin là xin vĩnh biệt cụ luôn. Đó. Rồi, đi thôi nào. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi bộ lên hướng trên này. Hướng này mình sẽ đi mâm xôi bé đúng không anh Chua? Đi mâm xôi bé. Mâm xôi bé. Đi cái đỉnh này nó đẹp lắm. Nhưng mà ở đây bản làng này gọi là tên là gì? Ở đây á? Vâng. Bản Hấu Đề. Cái gì? Hấu Đề. Pháo Đề. Hấu Đề. Vâng. À, khách du lịch này. Đó kìa. Du lì đi mâm xôi bé về, quay lại về. À, mâm xôi bé sau đó là sẽ chụp ảnh phía ngoài này này. Vâng. Mấy chị em là cũng phấn khởi lắm, đi khỏe lắm.
Nói chung là sẵn sàng để có một bức ảnh đẹp thì đi hết. Đây các bạn, đang di chuyển đây, lọ mọ. Mọi người thì có thể đi một đoạn dưới, nhưng mà Tung Tăng TV sẽ đi thử cho biết. Đó, chúng ta lên đến tận đây. Mô hình đồi cây hạnh phúc. Hoa đào rừng cái này. Anh nói sao? Cái này cây á, hoa đào rừng. Hoa đào rừng. Ừ. Ờ. Đây này. Hoa đào rừng. Đi. Ôi, chúng ta nhìn từ trên này nhìn xuống đẹp này. Lên núi này. Lên đỉnh núi à? Lên đỉnh núi luôn. Lên đỉnh. Đủ các loại mâm xôi. Nhiều xôi lắm. Nhiều xôi lắm. Ừ. Đây đã cao nhất chưa anh? Chưa còn nhất rồi mà địa điểm này đi đẹp thế nên theo. Vâng. Đã đến. Rồi. Đây. Vị trí chúng ta đứng này. Từ trên cao nhìn xuống đủ các loại mâm. Bên này có một cái resort là cái gì đây anh? Resort đấy. À, rồi mâm xôi ở đâu anh? Mâm xôi bé. Đây. Ngay đây. Đây. Đó kìa. Dạ vâng. Cái này là không phải mâm xôi mà là bát xôi. Cái chén xôi. Nó nhỏ. Nhỏ nhỏ. Đó. Còn bên bên này chắc là đĩa xôi. Bên này đĩa xôi chắc luôn. Còn bên bên này thì không biết gọi cái gì cho đúng. Xin chào các bạn thân mến. Hiện nay Tuấn đang đứng ở trên một cái góc mà được mệnh danh là có cái góc quan sát và cái góc nhìn đẹp nhất ở khu vực La Bán Tẩn của Mù Căng Chải, và chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy được những hình ảnh của những ruộng bậc thang phía bên dưới. Và để lên được đến đây thì anh em đã phải trải qua một cái con đường mà cực kỳ lắt léo, phải đi bằng xe máy chứ không thể chạy bằng xe ô tô được. Sau đó sẽ phải đi bộ lòng vòng và cùng với anh em đồng bào người Mông ở trên này.
Đấy, vị trí mà chúng ta đang đứng ở đây thì nó ở trên cái đồi cao, và phía dưới chúng ta đó chính là mâm xôi bé, phía bên kia là mâm xôi lớn, còn ở đây là mâm xôi xoài. Anh em đã đi bộ lên đến đây. Còn nhìn xuống phía bên dưới thì chúng ta sẽ thấy những cái khu resort sắp hình thành và những cái khu ruộng bậc thang bà con đang còn quá trình mà gặt dần dần. Và khoảng trong 2 tuần thì bà con sẽ gặt hết, và hầu như ở đây thì bà con sẽ gặt bằng tay các bạn. Và các bạn thấy đấy, là chúng ta để lên được đến đây thì phải trải qua mấy con đường ngoằn ngoèo ở bám quanh núi này, bám quanh cái núi, sau đó đi bộ dần 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 lên đến đây, xe máy chạy không được. Đấy. Và khi đi lên đây thì các bạn lưu ý là phải mang theo lương thực như là lương khô rồi bánh mì các thứ để có thể nhìn ngắm và trải nghiệm nha. Bây giờ Tuấn sẽ cho mọi người nhìn xuống bên dưới này. Tưởng là chúng ta cô độc khi khám phá cái ngọn đồi cũng như lên cái ngọn đồi trên này để ngắm toàn cảnh của khu vực cái ruộng bậc thang, nhưng mà lại có hai cô gái rất là xinh để có mặt ở đây để đang chụp ảnh. Đấy, mình cũng đã vào để tham gia, gọi là phụ một tay giúp một tay để chụp ảnh cho các cô gái. Hello, xin chào. Đấy, quay lại nói chuyện tí nào. Xinh là có quyền nói chuyện đúng không? Em lên đây em cảm giác thế nào ở chỗ này? Quá đẹp luôn ạ. Quá đẹp luôn à? Dạ, thoải mái. Không, nhưng mà ai chỉ cho em lên chỗ này? Ai hướng dẫn cho em? Em xem trên mạng. À, em xem trên mạng ha? Dạ. Rồi, hy vọng một thời gian sau chúng ta sẽ có khán giả mới. Thêm một bạn gái nữa. Đây này, đây, em thấy chỗ này thế nào, đẹp không? Dạ, xuất sắc luôn ạ. Xúc xích luôn, đó. Xong cái nơi này thì em có đi đâu không? Dạ có, thì em định đi sống khủng long rồi rừng tiên này. Sống khủng long. Sống khủng long. Đây. Xong rồi sau đó đi mâm xôi lớn, em đã đi chưa? Chưa, chuẩn bị em đi luôn. Đây là mâm xôi nhỏ thôi nha. Còn mâm xôi lớn thì chúng ta phải đi chạy qua bên kia một chút. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn hai em. Đấy, chúc các em chơi vui vẻ nha. Yeah. Quay xong rồi các em tự sửa chứ còn anh không thể nào mà chiều được hết. Ok, 1, 2, 3, action. Đi xuống đi. Đúng rồi. Ok. Đúng rồi, đi thoải mái nha. Cẩn thận trượt chân. Quay lại cười nào. Ê, dễ thương. Rồi. Ok. Đó. Rồi quay lại nào. Ok. Rồi, đẹp quá. Đẹp ha. Em trước ảnh trước. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Tí anh bắn cho. Đẹp rồi. Đúng rồi, chuẩn rồi em ơi. Ok. Thấy chưa, mình ở đây mình có thể nhìn thấy được. Chứ còn mà mình đến trực tiếp ở ruộng thì nó không thấy đâu.